Hai chào anh em, mình là Bảo đây. Một clip khai xuân đầu năm 2023 thì đầu năm mới thì mình cũng chúc cho anh em một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tiền tài tiền vô như nước nha anh em. Và cái clip đầu tiên năm 2023 thì mình sẽ quay hai em lo mình chuẩn bị mình gửi về cho anh Tuấn ở Quảng Nam, và một em thì gửi về Đắk Lắk. Đó, và Neko NK01 em. Thì cái dòng lo này trước Tết á, mình về nhiều lắm nha, bán thì còn sót được một vài con. Đó, nay mai là hết rồi, con này bán rất là đắt hàng. Và anh em cứ yên tâm, hàng này là mình về liên tục, tại vì á cái dòng này là rất là được sự tín nhiệm của anh em, kể cả những anh em mà chơi phòng VIP luôn. Tại vì con lo này á, nó có một highlight, có nghĩa là anh em có thể là cắm được hai cây đàn guitar nếu mà anh em xài mic không dây, còn nếu mà anh em mà xài thêm một cái mic nữa thì mình sẽ còn một một cây đàn guitar. Đó, cái đó là tùy vào cái nhu cầu thôi. Thì cũng như những cái dòng mà như những cái con loa nào cũng vậy hết anh em. Trước khi gửi là mình sẽ test hàng như thế này. Đây. Thì anh Tuấn ở Quảng Nam mua hàng, đa số là anh em khách quen của mình mua lại lần thứ hai, lần thứ ba rất là nhiều, và cũng không ngoại lệ anh Tuấn cũng mua lại cái con loa NK01 này. Đó, thì khi mà mình test thì mình sơ bộ mình sẽ test tiếng đàn trước. Test tiếng đàn trước. Đó, trên con loa này nó có hai line 6 ly. Một line là của guitar thì anh em sẽ cắm sang lỗ guitar ha, bật nguồn lên. Anh em nghe cái tiếng quạt của nó thanh thoát, rất là thanh thoát ha. Thường mình test loa là mình sẽ test là khi mà mình chơi lớn một tí xíu thì cái âm vực của cái con loa bass nó có bị ù bị rè hay không. Nếu mà trường hợp đó là mình không bao giờ mình gửi tới anh em, mình vặn là cũng đừng có vặn quá lớn, ở mức tối tối đa mình cho đến ví dụ này mà anh em vặn khoảng tầm 90, hơn 90 thì nó vỡ là cái đó là chuyện tất nhiên ha. Đó, test guitar xong. Cái dây line này là cũng của anh Tuấn mua luôn, dây line 5 m. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái dây line bên mình ha. Cái dây line á thì bên mình hàng là 5 m, sẽ là một đầu thẳng như thế này, anh em xem là một đầu thẳng và một đầu chữ L để anh em mà cắm vô đàn guitar này. Khi mà anh em bỏ bỏ vô cái chân chữ A này mình để xuống đất á, nó tiện lắm, nó không bị cấn. Còn nếu trường hợp mà nó thẳng vậy nè là anh em chống xuống đất là nó bị cấn lên đó. Đó, thì thông thường là mình sẽ làm một đầu thẳng và một đầu chữ L. Guitar ok. Anh em nào mà chơi nhu cầu khoảng tầm 20 người mà chơi không gian cũng không quá rộng. Con này thật sự con này anh em chơi ở ngoài trời cũng ok. Công suất 40W thì nó đủ mà. Còn anh em mà chơi quán cà phê lớn hoặc là khu vực nó lớn hơn thì nó không đáp ứng nha. Và con này nó vừa đủ cho anh em chơi. Phần mic. Đó, anh em mic cầm đầm tay và nặng lắm. Cái con mic này bên trong á, có nhiều anh em chơi một thời gian nó bị không kết nối. Anh em thấy là bên trong này nó có cái nút, khi mà mở ra thao thay pin á là anh thấy bên trong có cái nút nút nhỏ nè, tròn nè. Khi mà anh em chơi một thời gian lâu mà có nhiều anh em nó bị, anh em bấm cái nút này nhiều lần á, nó thay đổi tần số á, thì anh em sẽ nhấn cái này khoảng tầm 3 tới 5 giây nó sẽ reset lại kết nối lo. Thường thì cái pin mà theo cái những cái viên pin á, viên pin này á là nó không có hay lắm anh em, không có tốt lắm, chơi một thời gian ngắn lắm. Cho nên là khi mà về nhà anh em nên mua pin tốt. Cái pin này nè, mua ở ở ở siêu thị là có hết, mà anh em mua những viên pin tốt á, hoặc là tốt nhất là anh em mua những viên pin sạc xài hoài.
Đó. Mấy viên pin đi theo cái này nó không có, không phải là loại là tốt ha, không phải là loại tốt nhất ha. Alo, 1, 2. Alo, 2, 2, alo, 1, 2, alo, 2, 2. Đó, mình sẽ kiểm tra ba cái mode. Alo. AUX Alo, 1, 2. Alo, alo, cái này là cái tiếng khô nè. Alo, 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 alo. Cái này là echo nè. Anh em dưới quê là hát cái tiếng này. Chị em hay hát cái này. Giọng nó mình nó nhẹ. Alo, 1, 2, 2. Alo, 1, 2. Cái này là reverb, tiếng vang đó nè. Cái anh em mình chơi nhạc cụ là thích cái tiếng này, nó làm cho cái giọng của mình đó nó mềm, nó nhẹ nhàng chứ không có dập dập như cái kia, đúng không? Một mạc. Alo, và đây là chế độ mà nó không hiệu ứng, có nghĩa là anh em nói tiếng sau thì nó sẽ ra vậy. Dành cho anh em mà nói chuyện trước đám đông thì anh em sẽ bật sang chế độ này, có ba chế độ. Ngoài ra thì nó sẽ kết nối Bluetooth, đây này có thể là hát karaoke bình thường nha, hát karaoke bình thường, mic không dây. Còn nếu mà anh em muốn có hai mic không dây thì anh em mua thêm một cái mic không dây bên mình, là anh em sẽ hát được hai mic hai anh. Rồi, ok. Thì theo lo, con lo này á, thì sẽ có những gì? Mình sẽ cho anh em xem một chi tiết lần nữa ha. Đầu tiên là con lo, rồi cái củ sạc. Củ sạc này á, khi mà anh em cứ sạc thoải mái, tại vì nó tự ngắt. Anh em cứ cắm sạc thoải mái đi. Khi nào mình chơi cái mình rút ra, thì có con lo của mình lúc nào nó cũng nằm trong cái tình trạng là đầy pin. Này không sợ hết pin, tại vì nó tự ngắt mà. Anh em đừng lo. Rồi một con mic không dây Zinneco. Đó. Rồi một cái remote. Một cái remote đây em tinh chỉnh bass shape trên đây nè. Mà thông thường là mình ít sử dụng remote, đó pin pin của remote. Và một cái cọng dây line hai đầu 3.5 để anh em cắp nhạc hoặc là thu âm. Con này thu âm hay lắm nha. Đó, hai đầu 3.5 nó cũng vậy lại. Và sách thì anh em nào mà muốn nghiên cứu sâu á, trên con cái cuốn sách này anh em nhìn nè. Nè anh em thấy không? Là tiếng Việt, nó có hai 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 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt. Nó bị ngược anh em, chữ nó bị ngược á, tại mình quay camera trước của điện thoại nên anh em nhìn nó bị ngược lại nè. Đó, phần phần trước là tiếng Việt, phần sau là tiếng Anh. Đó. Cái này nó chỉ từng cái nè, ví dụ số 9 là cái gì nè. Đó. Số 9 là cái gì, số 9 trong đây là cái gì, coi ở đây. Cổng cắm thẻ nhớ micro vô đi đó, dễ sử dụng lắm. Con này anh em bình thường là anh em khỏi cần sách là anh em cũng cũng sử dụng được, anh em mò xíu là sử dụng được à. Ok, rất cảm ơn anh Tuấn ở Quảng Ninh. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ kiểm tra một vài con của Đắk Lắk, của mấy anh ở Đắk Lắk cũng mua lại. Ở Đắk Lắk thì có một chị chơi trong hội guitar luôn, có nghĩa là chị đó mua xong rồi mấy anh em khoái quá. Con này là anh em ra ngoài anh em thu âm tiếng trong veo à. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đóng gói mình gửi thôi. Đây anh em, thì sau khi mà mình đã kiểm tra chỉnh chu hết, ok hết rồi thì mình sẽ tiến hành là đóng gói và mình sẽ quay cho anh em xem ha. Nó đầy đủ tất cả là lo mới 100% anh em. Mấy dòng lo này là không có lo cũ. Lâu lâu mình có về mấy cái dòng lo nội địa Nhật á, thì mấy cái dòng đó mới là lo lo cũ, mới lo có hiệu ứng á. Còn mấy dòng này là dòng mới. Đó. Cái này lâu lâu á, anh em lâu lâu mình test xong cái mình quên quên tắt lo, cái về nhà anh em mở lên không còn miếng pin nào luôn. Cái đó là mình có gặp hoài à. Test xong cái lại quên quên tắt cái lo này đi. Nè, bình thường á, bình thường là bên trong nó có một cái miếng xốp rất là dày nằm ở phần đít. Đó. Lo này là gửi anh em ở xa hoàn toàn yên tâm luôn, zin của nó là rất là kỹ luôn rồi. Mình sẽ kiểm tra kỹ từng món. Đầu tiên là sách nè, sách nè. Cái mic này thì mình đã cắm bỏ pin vô rồi,
hai cục pin của micro, hai cục pin của remote chứ, rồi remote đó, sạc adapter, adapter zin nha anh em, đầy đủ, kiểm tra rất là kỹ cho anh em, là mua hàng bên mình là anh em yên tâm. Con dây hai đầu 3.5 và dây 5m hai đầu 6 ly, một đầu thẳng một đầu cong, cái này là anh Tuấn mua thêm, mua thêm rồi mình bỏ chung vô trong đây luôn, đóng lại. Bình thường là có anh Thắng làm với mình mà hôm nay thì ảnh chiều mới lên cho nên là có một mình làm à. Rồi sau khi mà xong rồi anh em, là phía trên này nó cũng có một cái miếng vậy, cái miếng xốp dày vậy, cho nên là anh em yên tâm, lo liếc là anh em yên tâm, khi mà anh em mua ở xa là anh em hoàn toàn yên tâm. Cũng lại và đa số như thế này, cái anh em hỏi mình bảo hành bao nhiêu thì tất cả các đồ điện tử mình bảo hành đều bảo hành cho anh em là 1 năm 12 tháng. Và mình hầu như là mình sẽ không ghi phí bảo hành, tại vì đại đa số á, là anh em mua hàng á, là anh em khách quen, anh em có nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook đó, có nhắn tin hoặc là nhắn tin qua điện thoại cho mình hết trơn rồi, và đại đa số là anh em mua mình anh em tin tưởng, anh em chuyển khoản hết trơn rồi. Cho nên là mình sẽ đa số mình sẽ nói với anh em là anh em cứ lưu cái thông tin chuyển khoản á, cái ngày á, là mình sẽ tính bảo hành từ cái ngày mà anh em chuyển khoản luôn, rồi cái hình nó vẫn còn đó. Chứ còn mà mình viết giấy thì cũng được thôi, mà vì về nhà anh em bỏ mất cũng vậy à. Đó, còn cái tin nhắn chuyển khoản thì sẽ nằm trong điện thoại mình chứ đâu, đúng không anh em? Đó. Rồi bây giờ cơ bản là như vậy là nó đã ok rồi. Ok là tại bên trong á, là nó có hai cái miếng mút bao quanh cái hình chữ nhật của cái lo của mình rồi, mà dày lắm nha, nhưng mà mình phải gói, cái chuyện là cái chuyện của lo, mình phải gói một cái chống sốc bên ngoài nữa đó, gói bên ngoài nữa anh em. Rồi vì anh em mở ra là mới. Đó, anh em nào mà ở khu vực Sài Gòn thì anh em có thể qua test này. Qua test, qua chơi với mình, giao lưu. Bây giờ thì hiện tại các lớp học và có nhiều anh em hỏi mình lớp học và trực tiếp mình còn dạy không, thì hiện tại là còn mở còn dạy anh em, nhưng mà mình để cho anh Thắng anh dạy. Nhiều anh em mà quen mình thì anh em biết rồi, hiện tại là mình đi làm, nhà thì ở Long An, đi làm thì sáng đi chiều về đó, tối không ở lại Sài Gòn, còn việc còn lại là 24/24 trên shop hoặc là dạy học là có anh Thắng lo hết trơn. Việc giờ mình dạy, mình không cái mảng dạy là khi mà anh em học online hay là offline á, thì là sẽ anh Thắng sẽ dạy. Anh Thắng thì anh em chắc là không xa lạ, tại mình quay cả năm nay với ảnh nhiều rồi, trình độ chuyên môn rất là ok nha anh em, và cái cách dạy của ảnh rất là nhiệt tình. Sau khi mà xong như cái này rồi thì mình còn dán, xong như thế này rồi á thì mình còn dán thêm một cái băng keo, cái băng keo hàng dễ vỡ, để cho mấy anh giao hàng, mấy anh nhìn vô mấy anh đỡ hơn, chứ đường nào mấy ảnh cũng họ có người này người kia nè, giao hàng có người này người kia, người đàng hoàng họ kỹ đồ, họ giao kỹ đồ lắm, còn cái tính người không đàng hoàng là họ, cho nên là cái gì mình cũng kỹ lưỡng trước.
hàng ở tỉnh, ví dụ như đây, ở đây mà gửi về Đà Lạt những ngày, hoặc ở đây gửi về Vũng Tàu, hoặc ở tỉnh miền Tây như là Cần Thơ hay Vĩnh Long hay Tiền Giang thì gửi ngày là anh em có liền. Giờ gửi mail anh em có liền, thiệt nhanh lắm, mình gửi nhanh lắm. Anh em mua hàng anh em chuyển tiền là cũng mong đợi lắm chùa. Rồi coi như là giờ là xong nè, mình dán cái tờ giấy thông tin của anh em lên, cái nữa là bên nhận bên giao hàng họ tới họ lấy gửi cho anh em. Ok, thì con lô này là mình quay một cái của anh Tuấn ở Quảng Nam, Quảng Nam thì khoảng tầm 2-3 ngày anh em, nhanh 2-3 ngày. Tiếp theo thì mình sẽ gói thêm một vài cái nữa, clip này thì mình quay vậy thôi, cái khởi động đầu năm. Anh em nào mà cần một con loa công suất kha khá 40W, có thể là chơi được hai cây đàn guitar, một mic, hoặc là anh em hy sinh chơi hai mic thì mình sẽ chơi một cây đàn guitar có Bluetooth kết nối vào, có thể sử dụng con loa này để anh em thu âm được luôn. Đó, âm ly thì nó liền, có nhiều anh em hỏi là cái âm ly nó liền trên con loa này thì anh em nghiên cứu NK01 anh em. Bye bye, cảm ơn anh em.